Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber Đọc truyện. Các bạn thân mến, chỉ trong hơn 20 năm từ lúc dụng cờ khởi nghĩa, nhà Tây Sơn đã liên tiếp diệt trịnh, diệt nguyễn, đánh xiêm la, phá mãn thanh, chiến công hiển hách, khiến hậu thế không thể không ca ngợi. Thế nhưng, ngay sau khi vua Quang Trung qua đời, nhà Tây Sơn đã nhanh chóng rơi vào suy thoái, và chỉ 10 năm sau ngày Quang Trung mất, thì Nguyễn Ánh đã diệt được Tây Sơn để lập ra Triều Nguyễn. Trong chương trình hôm nay, tôi xin trình bày một số sử liệu để góp phần giúp quý vị hiểu thêm về giai đoạn Tây Sơn diệt vong. Và ngoài mất mát lớn lao là Quang Trung đột ngột qua đời ra, thì còn có nguyên nhân gì khác đã khiến triều Tây Sơn lừng lẫy chiến công, nhân tài quy tụ đông đảo như thế mà lại dễ dàng sụp đổ đến vậy. Thưa quý vị, trước hết, khi nói về sự diệt vong quá nhanh của nhà Tây Sơn sau khi Nguyễn Huệ qua đời, ta phải thẳng thắn nhìn nhận rằng nguyên nhân quan trọng là từ bên trong. Lúc bấy giờ, Tây Sơn văn quan võ tướng tài năng không thiếu, nhưng lại thiếu một vị vua sáng suốt. Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ, sau khi giấy binh khởi nghĩa, diệt được Trịnh Nguyễn rồi, thì Nguyễn Nhạc xưng Hoàng đế, lấy niên hiệu Thái Đức, vẫn đặt bản doanh ở Quy Nhơn. Nguyễn Huệ, sau khi diệt được họ Trịnh, thì Nguyễn Nhạc phong là Bắc Bình Vương, đóng ở Phú Xuân, cai quản đất ở Thuận Hóa ở mặt Bắc. Nguyễn Lữ được phong Đông Định Vương, đóng ở Gia Định, cai quản đất Nam Bộ tuy nhiên theo quách tấn và quách giao mặc dù là người bản địa vốn rất sùng kính ba anh em tây sơn nhưng cũng đã nhận xét rằng vua thái đức về già không có ý chí chiến đấu những võ tướng văn quan có tài số thì qua đời số về vườn số theo vua quang trung số còn lại tuổi cũng đã cao tài cũng đã tận lớp người mới không có người đủ tài kinh bang tế thế vì vậy thế nước vừa nổi lên cao lần lần xuống thấp để rồi tàn đông định vương chỉ là một người có đức độ, không có tài trị nước yên dân. Những nhân tài ở Quy Nhơn và Phò Tá qua đời, hoặc là về hưu gần hết. Mà gia định lại đất rộng người thưa, vương không thể nào nắm vững được với cánh. Phe cánh của Nguyễn Ánh, nhân đó chiếm đóng nhiều nơi hiểm yếu và thỉnh thoảng kéo binh đánh phá quân Tây Sơn. Trong xứ mất an ninh, lòng người ly tán, từ xiêm la, do biết được tình hình, Nguyễn Ánh đem ra quyến về nước năm 1787 và được vây cánh cũ kéo quân ra giúp. Thành Thế Nguyễn Ánh lại vững dần lên. Tướng Tây Sơn là Phạm Văn Tham chống không được, phải bỏ thành Sài Côn sang đóng ở Ba Thắc. Nguyễn Lữ chạy về Quy Nhơn chịu tội với anh, rồi trở lên Kiên Mỹ thăm Cố Hương, rồi từ đấy biệt tích không ai biết là đi đâu. Đến tháng 8 năm 1788 thì Nguyễn Ánh chiếm được Sài Côn. Phạm Văn Tham chống với Nguyễn Ánh đến mùa xuân năm 1789 thì đuối sức mà không thấy binh của Quy Nhơn vào cứu nên phạm đem quân xuống thuyền định theo đường biển rút về quy nhơn nhưng bị quân nguyễn ánh chặn phải trở lại ba thắc lâu ngày hết cả lương thực phải đầu hàng từ đó đất gia định hoàn toàn thuộc về nguyễn ánh về phần nguyễn huệ sau trận chiến với nhà thanh nghe tin nguyễn ánh đã chiếm được gia định thì tức giận nói nhổ cỏ chưa sạch nên cứ nảy ra hoài ông cho chuẩn bị mọi mặt để đưa quân vào đánh nguyễn ánh thế nhưng mọi việc đang dở dang thì ông đột ngột qua đời còn thứ hai là Nguyễn Quang Toản lên nối ngôi. Ở trên ta đã biết, Nguyễn Nhạc thì chỉ cầu an, không còn ý chí chiến đấu, Nguyễn Lữ thì đã bỏ đi đâu mất tích sau khi từ gia định ra quy nhơn Giờ chúng ta hãy xem xét để người nối nghiệp vua Quang Trung xem thế nào. Khi Quang Toản nối ngôi cha thì mới 13 tuổi. Quang Toản nhanh chóng trọng dụng người bác là Bùi Đắc Tuyên cho tuyên làm thái sư, quyết định mọi việc hệ trọng trong triều đình. Trong cuốn sách Nhà Tây Sơn, các tác giả cho biết Bùi Đắc Tuyên, người làng Xuân Hòa, huyện Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn, dưới triều vua Quang Trung, Tuyên nhờ cô em gái làm hoàng hậu nên được làm quan. Vì ít học, Tuyên chỉ được làm thị lang bộ lễ nhưng lại được phép ra vào cung cấm. Tuyên thường bày nhiều trò chơi để mua vui cho thái tử Quang Toản. Chẳng hạn, Tuyên biết Võ Đình Tú là người có tài nhảy cao nhảy xa nên đã suối Quang Toản yêu cầu Tú biểu diễn. Đình Tú là khai quốc công thần, theo Nguyễn Huệ từ khi dựng nghiệp, chứ đâu phải hàng tiểu tốt mà đi làm trò mua vui cho trẻ con nhưng lệnh thái tử không dám không theo nên đình tú phải rước thái tử ra sân một tòa dinh thự xây theo hình chữ môn ông dậm chân nhảy vút qua khỏi nóc nhà ở à phía trái trong nháy mắt liền đó thái tử lại thấy tiếng động sau lưng quay lại thì đã thấy đình tú đứng trước mặt lại dậm chân cái nữa nhảy qua khỏi nóc nhà phía phải nhanh như chớp rồi lại nhảy về phía sau lưng thái tử diễn đi diễn lại sáu bận như thế mới thôi thái tử rất thích thú Hôm khác, Võ Đình Tú và Đặng Xuân Phong vào cung bệ kiến. Biết hai người đó có tuyệt kỹ về côn, Bùi Đắc Tuyên lại tìm cách mua vui cho thái tử. Tuyên lấy tư cách là người đồng châu, mời Võ và Đặng đến nhà dự tiệc, rồi cũng mời thái tử đến. Việc đãi vào buổi chiều, tiệc xong, thái tử đòi xem hai vị đấu côn. Dĩ nhiên là trước đó, Tuyên đã xui thái tử. Đuốc thắp sáng rực cả sân, Đặng sử dụng côn đồng, Võ sử dụng côn sắt. Hai người đấu với nhau. Đường côn đẹp như rồng bay phượng múa Người đến xem chật cả trong ngoài sân Tiếng hoan hô vang dậy cả một góc thành Sau cuộc đấu Dư luận xôn xao Tin bay đến tai vua Quang Trung Nhà vua của trách thái tử Và hai vị quan Đồng thời cấm bùi đắc tuyên Không được bày những trò vui Làm mất thể thống đại thần như thế nữa Nhưng không bày trò này Thì bày trò khác Tuyên luôn biết cách làm vừa lòng thái tử Vì thế Khi Quang Toản nối ngôi Tuyên nhảy lên ngôi thái sư dễ dàng bùi đắc tuyên nắm quyền lớn rồi tích cực kéo bè kết cánh ai theo tuyên thì được ưu đãi ai không theo hoặc chống lại thì bị hại hoặc bị đẩy đi làm quan ở xa sau đó mà triều đình sinh ra bẻ phái chống lẫn nhau đây chính là cái họa từ trong nhà của triều đình vua quang trung làm suy yếu triều đình này từ trong ruột của nó ta có thể nói không ngoa rằng vì sự hoành hành của trương phúc loan khiến dân tình đảng trong cùng cực đã làm suy yếu cơ nghiệp của họ nguyễn và tạo cơ hội cho anh em tây sơn nổi dậy thì cũng chính sự hoành hành của bùi đắc tuyên là nguyên nhân khiến cho triều đình Tây Sơn của vua Quang Trung dù nhân tài không thiếu nhưng vẫn nhanh chóng sụp đổ. Điểm chung là cả hai tên gian thần này đều là những tên nhờ có chị em gái vào cung làm phi làm hậu mà bước vào quan trường. Đồng thời nhờ tiên chúa chết đi mà người thừa kế lại còn nhỏ tuổi cho nên chúng đã bỗng nhiên nắm quyền lớn trong tay làm hỏng cả triều đình. Đến sau này khi Võ Văn Dũng kéo quân về triều diệt Bùi Đắc Tuyên thì cái mầm mống phe cánh trong triều đình lại đã sẵn có lại thêm quang toàn còn nhỏ tuổi sợ các đại thần hiếp chế mình nên tìm cách đẩy các tướng tài ba đi làm quan ở xa một chuyện nữa làm suy yếu nhà tây sơn là hành động của quang toản nhân cơ hội cứu thành quy nhơn mà chuất phế luôn bác ruột là nguyễn nhạc chẳng là năm một nghìn bảy trăm chín mươi ba nguyễn ánh thấy quang trung chết liền đem bộ binh và thủy binh đánh ra phía bắc bộ binh đến bình thuận thì bị quân của nguyễn quang huy chặn đánh không tiến được nhưng thủy binh do nguyễn ánh chỉ huy thì vào cửa biển nha trang ngược dòng sông Cù đánh lên Diên Khánh. Quân Tây Sơn chặn đánh nhưng bị thua, phải rút về Quy Nhơn. Thửa thắng, Nguyễn Ánh đánh ra Phú Yên. Quân của Nguyễn Quang Huy mất hậu thuẫn nên bị bộ binh của Nguyễn Ánh đánh thua, phải chạy về Quy Nhơn. Thế là cả thủy bộ của Nguyễn Ánh tiến ra đánh Quy Nhơn. Nguyễn Nhạc sai con là Nguyễn Bảo đem quân chống cự nhưng không chống được, đành phải sai người ra Vũ Xuân cầu viện. Quang Toản sai Phạm Công Hưng và Ngô Văn Sở đem 17.000 quân và 80 con voi đi đường bộ Đặng Văn Trân mang 30 chiến thuyền đi đường biển vào cứu. Nguyễn Ánh thấy viện binh đông, liệu không chống được, bèn rút đi. Đáng buồn là, khi quân Nguyễn Ánh rút đi rồi, Nguyễn Nhạc mở cổng thành đón binh của cháu, thì Phạm Công Hưng vào thành, truyền lệnh giải giáp quân của Nguyễn Nhạc và sai quân chiếm giữ các kho tàng. Nguyễn Nhạc uất ức thổ huyết mà chết vào năm ấy, thọ 52 tuổi. Sau khi Nguyễn Nhạc chết, Quang Toản phong cho Nguyễn Bảo thức hiến công, cho An Lộc một huyện gọi là Tiểu Triều, đóng dinh ở lị sở tuy viễn bà vợ họ trần của nguyễn nhạc đem hai con nhỏ là văn đức và văn lương về sống nơi quê hương kiên mỹ để được gần gũi lăng nguyễn nhạc cho tiện hương khói các đại thần của nguyễn nhạc nhờ có ngô văn sở can thiệp nên khỏi bị hại nhưng họ phần nhiều lấy cớ tuổi già xin về sống cùng vườn ruộng chỉ một số ít ở lại tiếp tục làm việc với việc giải giáp quân của nguyễn nhạc quang toàn chẳng những làm suy yếu lực lượng của chính gia tộc mình mà còn tự đánh mất uy tín của mình trở thành một kẻ gian hùng trái luân thường đạo lý trong mắt hào kiệt thiên hạ. Tất nhiên, vào năm 1793 thì Quang Toản mới 14 tuổi và có lẽ việc giải giáp Nguyễn Nhạc không phải là bản tâm của Quang Toản mà do kẻ khác suối bẩy. Nhưng dù thủ phạm đích thực là ai thì cái quan trọng cuối cùng là hành động đó cũng giống như là tự cầm dao chặt tay mình vậy. Do tử trong ruột đã suy yếu như vậy cho nên những trận đánh nhau giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh càng về sau Nguyễn Ánh càng chiếm được lợi thế các vùng đất bị mất dần từ trong Nam ra ngoài Bắc. Và kết cục là đến năm 1802 thì cơ nghiệp Tây Sơn sụp đổ hoàn toàn. Nhưng có một điều đáng lưu ý là trước đây, khi Nguyễn Ánh ba lần bảy lượt bị đánh bại, phải trốn chui trốn lủi khắp nơi, thì mỗi khi đại quân Tây Sơn đã rút đi, các thuộc hạ của Nguyễn Ánh lại tụ tập nổi lên trở lại. Còn sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ, thì rất ít thuộc hạ nổi lên chống đối nhà Nguyễn. Theo cuốn sách nhà Tây Sơn, thì chỉ có tướng Võ Văn Dũng qua lên vùng Tây Nguyên chiêu tập người dân tộc rồi lập căn cứ khởi nghĩa. Nhưng được ít lâu, người thượng bị nhà Nguyễn mua chuộc nên việc cũng thất bại. Vậy đâu là cái lý khiến các thuộc hạ cũ của Tây Sơn không nuôi trí nổi dậy phục thù cho chủ cũ? Chúng ta hãy cùng nghe tâm sự của một số người trong bọn họ. Theo sách nhà Tây Sơn, các danh tướng của Tây Sơn thoát được sự truy tầm và trả thù của Nguyễn Ánh có Võ Văn Dũng, Đặng Văn Long, Đặng Xuân Phong, Phan Văn Lân, Phạm Công Tránh, Lê Sĩ Hoàng, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Văn Lộc. Sau khi thoát nạn, Võ Văn Dũng trở về Phú Phong rồi lên An Khê, chiêu mộ được một số người thượng, chuẩn bị việc phục thủ. Ông lấy Hoàn Sơn ở Trinh Tường Bình Khê làm căn cứ quân sự. Nghe tin Đặng Văn Long ẩn náu ở Vân Hội Tuy Viễn, Võ Văn Dũng bèn tìm tới đàn đại sự. Đặng Văn Long sau trận đống đa thì đã có ý lui gót, nhưng vì mấy kẻ bề tôi của Lê Chiêu Thống không nghĩ đến tội cõng rãn của mình, cứ nổi lên chống lại nhà Tây Sơn, nên Đặng Văn Long phải nán lại để đánh dẹp. Đến khi thấy cảnh thịnh tức là quang toản để cho quần thần lộng hành mối nước xanh dối đặng bèn từ chức trở về an nhơn mở trường dạy võ nhưng rồi thấy kẻ học võ lúc này không có chí lớn ai nấy cũng chỉ nghĩ đến lợi riêng đặng liền đóng cửa trường lên núi làm dãy võ văn dũng đến đặng mừng được gặp lại cố chi nhưng khi nghe võ bàn đến chuyện phục hưng thì lắc đầu đáp tôi ra giúp nhà tây sơn đâu phải vì nhà tây sơn mà chính vì tổ quốc nếu giặc thanh không mang quân sang xâm lấn nước ta Thì tôi mãi làm con hạc nội Máu đâu dính đến tay Còn về nhà Tây Sơn Chính cảnh thịnh đã làm mất Xong nếu Vũ Hoàng Tức là vua Quang Trung Không bỏ con đích lập con thứ Thì đâu đến nỗi nước này Nay đất đã mất Mà lòng người cũng mất Hỏi còn mong làm được việc gì nữa Mà dù có làm được nữa Thì làm để làm gì Nếu không phải để tranh chiếm ngôi báu Tranh cho ai Cho nhà Tây Sơn Hay cho chính mình Thôi Trên 30 năm trời đánh nhau Nhân dân đã điêu đứng rồi Không nên gieo rắc thêm tang tóc Võ Văn Dũng ra về Đặng ở luôn trên núi Không ai biết trong nơi mây khói Đặng ở chỗ nào trong dãy Nam Sơn Về phần Võ Văn Dũng Sau khi ra về Ông tiếp tục xây dựng lực lượng chiến đấu Nhưng ít lâu sau Người xà đàng bị nhà Nguyễn mua chuộc Dục dịch làm phản Võ Văn Dũng phải bỏ hết cơ sở Đem ba chú cháu gồm Văn Đức Văn Lương là con Nguyễn Nhạc và Văn Đậu là con Nguyễn Bảo lên ẩn náu tại núi xanh năm minh mạng thứ 12, ba chú cháu Văn Đức thấy tình thế đã yên mới đem nhau về thăm quê cũ ở Kiên Mỹ. Chẳng may, bọn bắt lương đi mật báo nên quân nhà Nguyễn vây bắt, giải về Phú Xuân giết chết. Riêng Võ Văn Dũng, sau khi ba chú cháu Văn Đức bị hại, ông vẫn sống trên núi ngoát 10 năm nữa và mất dưới chiều thiệu trị nhà Nguyễn. Hoặc như trường hợp các tướng Nguyễn Văn Lộc và Nguyễn Quang Huy. Hai ông này ở Quy Nhơn, khi nghe tin cảnh thịnh bị bắt thì giải tán quân đội. Ông Lộc về Kỳ Sơn Ông Huy lên An Dương nương nóng. Thỉnh thoảng ông Lộc về Phú Yên thăm quê và ra Kỳ Sơn thăm ông Lộc. Một hôm, ông Lộc hỏi ông Huy Cựu thần nhà Tây Sơn văn cũng như võ còn khá nhiều tay tài tuấn. Sao không hợp sức lại để lo việc phục hưng? Như thế chẳng ra là không tận trung với cựu chú hay sao? Ông Huy đáp Những anh hùng nghĩa sĩ ra giúp nhà Tây Sơn từ ngày mới khởi nghĩa cho đến nay không ai phụ nhà Tây Sơn. Tất cả đều lo tròn bốn phận cho đến dở chót. Như thế là tận trung. Nay nhà Tây Sơn đã không còn, thì chúng ta còn chung với ai? Bảy tôi của vua Lê Chiêu Thống bo bo giữ lòng chung với cố chủ. Nổi dậy đánh ở miền Bắc, hết lớp này đến lớp khác. Đã chẳng lợi gì cho nhà Lê, mà còn làm khổ dân hại nước. Phải nghĩ đến dân, đến nước trước. Không có thể làm lợi cho dân, cho nước, thì nằm yên. Chứ không nên gây thêm dối. Chung với một người, một nhà, mà làm hại cho dân, cho nước. Thì chung ấy, kẻ chân chính không nên nghĩ đến chung ấy không phải là chung. Thưa quý vị và các bạn, lời của Đặng Văn Long và Nguyễn Quang Huy thật khiến hậu thế chúng ta hôm nay khâm phục. Các ông đã rạch giỏi giữa cái chung với Chúa và cái chung với dân với nước, trong đó đặt cái chung với nước với dân lên trên. Tổng kết lại, cá nhân tôi cho rằng sự sụp đổ quá mau chóng của nhà Tây Sơn bắt nguồn từ cái chết đột ngột của Nguyễn Huệ. Ông ra đi khi đang ở giữa độ tuổi sung sức. Lúc đó quan trưởng của ông là Quang Thùy, đã ở tuổi thanh niên, nhưng người ông chọn làm thái tử nối ngôi là Quang Toản thì lại còn nhỏ, mới có 13 tuổi. Vì đang ở độ tuổi sung sức và con cũng còn nhỏ, nên bản thân Quang Trung có lẽ cũng chưa nghĩ đến việc bồi dưỡng, chuẩn bị gì cho vị vua nối ngôi mình. Thêm nữa, sau trận đại chiến với quân Thanh xong, Quang Trung phải bắt tay ngay vào việc xây dựng đất nước, công việc ngổn ngang trăm mối, nên ông lại càng chưa rảnh rang để chỉ bảo rèn cặp cho thái tử. Chính vì thế, khi ông đột ngột băng hà triều đình Tây Sơn lấy một dàn võ tướng đánh đâu thắng đó khi trước bỗng nhiên như một cỗ máy đang vận hành trơn chu đột nhiên khựng lại và sau đó lại do nhiều sai lầm của Quang Toản đã khiến cỗ máy ấy hỏng tiếp nhiều chỗ khác để rồi đi tới tan nát hoàn toàn nhà Tây Sơn chính thức diệt vong vào năm 1802 khi Nguyễn Ánh Đăng Quang lấy nên hiệu là Gia Long tuy nhiên các hoạt động trả thù của triều Nguyễn với những người liên quan với Tây Sơn thì còn kéo dài đến nhiều năm sau phần nói về nguyên nhân diệt vong nhanh chóng của nhà tây sơn xin khép lại tại đây trong phần sau tôi sẽ trình bày về những sự trả thù đáng sợ của nguyễn ánh đối với nhà tây sơn và những người theo phò tây sơn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại